Chiều qua, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu đã nhanh chóng vào cuộc và làm rõ hai thiếu niên có hành vi cướp giật tài sản. Hai thiếu niên này vốn là bạn bè, thường hay đi chơi với nhau. Thông qua mạng xã hội, có biết và nhắn tin trao đổi với anh Trịnh Tấn Tới, 21 tuổi, trú tại địa phương, đang có nhu cầu bán một chiếc điện thoại di động. Sau thời gian nhắn tin qua lại, cả hai quyết định gặp gỡ để xem máy trực tiếp và phân công nhau sẽ thực hiện việc chiếm đoạt chiếc điện thoại này của anh Tới khi có thời cơ. Tại nơi hẹn trên đường Lê Thanh Nghị, lợi dụng lúc anh Tới sơ hở không chú ý, hai thiếu niên này cướp điện thoại và tẩu thoát. Chưa đầy 24 giờ vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hòa Cường Bắc đã xác định được thủ phạm và mời về trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thiếu niên thừa nhận cùng thực hiện cướp giật điện thoại của anh Tới, bán đi lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân. Trước đó, cả hai còn thừa nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp, cướp giật tài sản tại các địa điểm công cộng để có tiền ăn chơi.